Xin chào các bạn và các em đã quay trở lại với kênh ông giáo Vlog. Tiếp tục với các môn học trong chương trình giáo dục phổ thông mới sách lớp 8, thầy tiếp tục hướng dẫn cho chúng ta môn tin học lớp 8 của bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống. Và khi xem video, bạn nào thấy hay thì like và đăng ký kênh cũng như chia sẻ video để ủng hộ ông giáo ra những video tiếp theo. Bên cạnh đó thì chúng mình có thể nhấn chuông thông báo để nhận được những video mới nhất của ông giáo. Và bây giờ đến với môn tin học lớp 8 của bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống. Thầy sẽ hướng dẫn cho chúng ta thực hiện một số hoạt động trong bài 3, thực hành khai thác thông tin số trong chủ đề thứ hai, tổ chức, lưu trữ, tìm kiếm và trao đổi thông tin. Chúng mình sẽ đến với phần khám phá. Chúng ta sẽ đến với cuộc trò chuyện của ba bạn, đó là bạn An, bạn Minh và bạn Khoa. Bạn Minh thì cho chúng ta biết như sau: khi bật đèn để căn phòng tràn ngập ánh sáng, khi lái một chiếc ô tô hay chỉ đơn giản là rang bỏng ngô, mọi người đều đang sử dụng năng lượng. Và bạn Khoa thì cho chúng ta biết hầu hết năng lượng đến từ nhiên liệu hóa thạch như xăng và than. Còn bạn An thì cho chúng mình biết trái đất mất hàng triệu năm để tạo ra nhiên liệu hóa thạch. Các bạn có tưởng tượng được một ngày nào đó chúng sẽ cạn kiệt và biến mất không? Chúng ta có thể làm gì để tránh thảm họa đó? À, như vậy thì qua ba cuộc trò chuyện của ba bạn An, Minh và Khoa, chúng ta thấy các bạn ấy đang trò chuyện về năng lượng ở trên trái đất, đúng không? Và chúng ta thấy là có rất là nhiều nguồn năng lượng ở trong trái đất. Nhưng mà dần dần thì chúng ta thấy các nguồn năng lượng đó cũng sẽ phải cạn kiệt. Và chúng ta cần phải tìm ra một năng lượng nào khác để tránh thảm họa đó, đúng không? Vậy thì chúng ta sẽ đến với phần khám phá các nguồn năng lượng để thay thế, đó là nguồn năng lượng dường như không bao giờ cạn kiệt như là nắng, gió, nước và thậm chí là rác thải. Và để làm được điều đó thì chúng ta hãy tạo một bài trình chiếu về chủ đề năng lượng tái tạo để giải quyết những băn khoăn của các bạn. Em có thể khai thác thông tin số để có thêm thông tin cho bài trình chiếu. Vậy thì qua phần khám phá, bây giờ chúng ta hãy tạo một bài trình chiếu với chủ đề về năng lượng tái tạo để giải quyết những băn khoăn của các bạn. Và chúng mình cần phải khai thác thông tin số như thế nào, tìm hiểu thông tin đó ở đâu và làm bài trình chiếu gồm có bao nhiêu bước thì chúng ta sẽ đến với phần tiếp theo. Nhiệm vụ thứ nhất, chúng mình sẽ hình thành ý tưởng và cấu trúc bài trình chiếu về chủ đề năng lượng tái tạo. Yêu cầu ở đây thì chúng ta cần phải xây dựng ý tưởng cho bài trình chiếu. Xây dựng cấu trúc bài trình chiếu. Thì để xây dựng được ý tưởng cho bài trình chiếu cũng như xây dựng được cấu trúc của bài trình chiếu thì chúng ta sẽ thực hiện qua những bước như sau. Bước đầu tiên, chúng mình phải nêu một khía cạnh hay một vấn đề cụ thể về năng lượng tái tạo. Bước thứ hai, chúng ta phải phát triển ý tưởng thành nội dung cụ thể của bài trình chiếu. Nội dung có thể sắp xếp theo trình tự logic và thể hiện dưới dạng những câu hỏi để thuận lợi cho việc tìm tư liệu. Bước thứ ba thì chúng ta cần phải xác định mức độ yêu cầu cụ thể với bài trình chiếu. Như vậy thì muốn tìm được một bài trình chiếu về chủ đề năng lượng tái tạo, chúng ta thấy sẽ có 3 bước. Bước đầu tiên, chúng mình phải nêu một cái khía cạnh hay một vấn đề cụ thể về năng lượng tái tạo. Bước thứ hai thì chúng ta sẽ cần phải phát triển ý tưởng thành nội dung cụ thể của bài trình chiếu. Bây giờ chúng ta sẽ đi tìm và tìm hiểu từng bước. Bước đầu tiên nêu một khía cạnh hay một vấn đề cụ thể về năng lượng tái tạo thì chúng ta có thể thấy là chúng mình có thể nêu về một vấn đề về năng lượng tái tạo như là gì? À, thủy điện này, điện gió này, điện mặt trời hoặc là năng lượng tái tạo ở địa phương nơi em sinh sống có thể là từ rác thải, đúng không? Và bước thứ hai thì chúng ta sẽ đến lập ý tưởng. Thì năng lượng tái tạo đó là gì? Ví dụ như lúc nãy thầy vừa hướng dẫn có thể là năng lượng điện gió, năng lượng tái tạo từ rác thải. Nguồn năng lượng nào sản xuất ra điện ở nơi em sinh sống?
À, thì nguồn năng lượng ở nơi chúng mình sinh sống thì có thể là năng lượng điện gió, năng lượng mặt trời hoặc là năng lượng tái tạo từ rác, đúng không? Hãy chọn một nguồn năng lượng thay thế. Ưu nhược điểm của nguồn năng lượng chọn là gì? Chúng ta sẽ phải chọn xem nguồn năng lượng ở địa phương của chúng mình đó là gì. Ví dụ như năng lượng gió, năng lượng mặt trời và ưu nhược điểm của năng lượng đó. Loại năng lượng nào sẽ thay thế xăng dầu hiện đang sử dụng cho ô tô xe máy? Nếu được quyết định thiết kế một nhà máy điện, em sẽ chọn cách nào để sản xuất điện và tại sao cách đó tốt hơn những cách khác? Và bước tiếp theo thì chúng ta sẽ trình bày bài trình chiếu khoảng 10 trang. Trang tiêu đề, trang giản ý, trang giới thiệu về vấn đề, một số trang nội dung, trang kết luận và trang tài liệu tham khảo. Như vậy thì chúng ta chú ý ở đây chúng ta sẽ làm một bài trình chiếu và trang đầu tiên chắc chắn sẽ phải tiêu đề. Trang thứ hai thì đó là một số giản ý. Rồi trang giới thiệu về vấn đề, một số trang nội dung, chúng ta sẽ đi chi tiết vào nội dung và trang kết luận và trang cuối cùng sẽ là tài liệu tham khảo. Mỗi trang nội dung không quá 6 mục, mỗi mục không quá 2 dòng. Bài trình chiếu cần ít nhất 2 hình ảnh minh họa cho nội dung trình bày. Như vậy thì đó là một số bước để chúng ta hình thành bài trình chiếu về năng lượng tái tạo mà chúng ta muốn làm. Nhiệm vụ thứ hai sẽ là đến với nhiệm vụ tìm kiếm và đánh giá thông tin. Thì yêu cầu ở đây chúng mình cần phải tìm kiếm, khai thác tư liệu trong môi trường số theo chủ đề năng lượng tái tạo. Đánh giá lợi ích của thông tin tìm được để giải quyết về vấn đề năng lượng tái tạo. Thì sau khi chúng ta sẽ lập giản ý và nội dung thì chúng ta sẽ đi tìm những cái thông tin. Và khi tìm khai thác thông tin trong môi trường thì chúng ta sẽ phải đánh giá lợi ích của thông tin tìm được để giải quyết vấn đề. Đầu tiên thì chúng ta sẽ tìm bước 1 chúng ta sẽ tìm kiếm thông tin. Bước 2 thì chúng ta cần phải ghi chép kết quả tìm kiếm. Bước 3 thì chúng ta phải đánh giá thông tin đó. Vậy thì lần lượt các bước này sẽ như thế nào? Đầu tiên tìm kiếm thông tin thì chúng ta sẽ sử dụng máy tìm kiếm với các từ khóa, đúng không? Chúng ta có thể tra trên mạng, trên báo, trên các công nghệ thông tin thì chúng ta sẽ tìm các cái lượng năng lượng thông tin, ví dụ tìm từ khóa năng lượng tái tạo này, năng lượng thay thế này, ưu nhược điểm của thủy điện, ưu nhược điểm của điện gió, ưu nhược điểm của điện tái tạo từ rác thải, vân vân. Đó là nội dung chúng ta sẽ cần phải tìm kiếm để làm vào bài PowerPoint của chúng ta, bài trình chiếu của chúng ta. Bước thứ hai thì chúng ta cần phải ghi chép kết quả tìm kiếm thuận tiện cho việc đánh giá và tham khảo. Khi tìm kiếm được thông tin thì chúng mình cần phải ghi chép lại những thông tin đó. Ví dụ như nội dung là khái niệm chung về các nguồn năng lượng, địa chỉ trang web chính thức thì chúng ta thấy là hvacr.vn, diễn đàn. Nguồn gốc đó là Cộng đồng Cơ điện Lạnh Việt Nam, thời gian là 2008. Ví dụ nội dung tìm kiếm thứ hai mà chúng ta cần phải ghi chép đó là năng lượng tái tạo sẽ thống trị công suất điện toàn thế giới ở trang web www.evn.com.vn, Tập đoàn Điện lực Việt Nam năm 2022. Hoặc là một nội dung cần tìm kiếm nữa đó là quy hoạch điện 8 ưu tiên phát triển năng lượng tái tạo ở trang web rra.org.vn và .vn Bộ Công Thương 2021. Đó là một số nội dung cũng như một số trang web và nguồn gốc thời gian để chúng ta có thể tìm kiếm thuận tiện cho việc đánh giá và tham khảo. Bước thứ ba đó là chúng ta cần phải đánh giá thông tin, cần phải đánh giá lợi ích của thông tin bằng cách trả lời một số câu hỏi như: thông tin có thực sự phù hợp với nội dung trình bày hay không? Nguồn tin có đáng tin cậy hay không? Như vậy thì chúng ta phải kiểm chứng lại thông tin của chúng ta tìm kiếm là có đúng hay không và nguồn tin đó có đáng tin cậy hay không. Tránh trường hợp gặp phải những thông tin không chính xác, gặp phải những thông tin giả. Nhiệm vụ thứ ba chúng ta sẽ phải đến đó là xử lý và trao đổi thông tin. Ở đây thì chúng ta sẽ có yêu cầu đó là tạo bài trình chiếu
theo cấu trúc đã định, biên tập nội dung và trình chiếu, chia sẻ bài trình chiếu trong môi trường số. Bước thứ nhất thì tạo bài trình chiếu, bước thứ hai chúng ta sẽ biên tập nội dung và bước thứ ba sẽ chia sẻ trình chiếu. Bước thứ nhất thì chúng ta thấy là tạo bài trình chiếu thì tạo các trang của bài trình chiếu theo cấu trúc là đỉnh, tham khảo ở hình 3.2, hình 3.3, hình 3.4 trong sách. Soạn nội dung từng trang sao cho phù hợp với lập luận của cả bài trình chiếu. Sử dụng thông tin đã được chọn làm tư liệu tham khảo cho các nội dung. Bước thứ hai, chúng ta sẽ biên tập nội dung. Biên tập nội dung sao cho mỗi trang không quá 6 mục, mỗi mục không quá 2 dòng. Sử dụng phần mềm xử lý hình ảnh để tạo và sửa hình ảnh minh họa phù hợp với nội dung. Đó là một số bước. Bước cuối cùng thì chúng ta sẽ chia sẻ bài trình chiếu. Lựa chọn phương tiện kỹ thuật số để chia sẻ bài trình chiếu như thư điện tử, mạng xã hội, không gian lưu trữ dùng chung. Giải thích phương án lựa chọn em theo các tiêu chí dễ sử dụng và an toàn dữ liệu. Bây giờ chúng mình sẽ đến với phần luyện tập. Dựa vào các bước thì chúng ta hãy soạn một bài trình chiếu, sau đó có thể là chia sẻ với các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ đến với phần luyện tập để tìm hiểu về cách sử dụng một chiếc máy ảnh mới. Nguồn thông tin nào sau đây cần được tham khảo nhất? A. Hướng dẫn của một người đã từng chụp ảnh. B. Hướng dẫn từ sử dụng của nhà sản xuất. C. Hướng dẫn của một người giỏi tin học. D. Câu trả lời trên một số diễn đàn về chụp ảnh. Vậy thì để tìm hiểu về cách sử dụng một chiếc máy ảnh, nguồn thông tin nào sau đây cần được tham khảo nhất? Vậy theo chúng ta A, B hay là C? Hướng dẫn của một người đã từng chụp ảnh, cái này thì chúng ta như thế nào? Ở đây không cần, đúng không? Để sử dụng một chiếc máy ảnh mới, nguồn thông tin ở đây chúng ta sẽ phải tìm hiểu đó là gì? Đúng rồi, B. Đáp án của chúng ta sẽ là hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất, đúng không? Mỗi các thiết bị đưa ra thì đều có hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất. Cho nên muốn tìm hiểu về nguồn gốc thông tin từ máy ảnh thì chúng ta cần phải làm theo sự hướng dẫn của nhà sản xuất máy ảnh đó. Để tìm hiểu về một đội bóng đá ở châu Phi, nguồn thông tin nào sau đây đáng tin cậy nhất? A. Nguồn tin từ câu lạc bộ người hâm mộ đội bóng đó. B. Nguồn tin từ câu lạc bộ của đội bóng đối thủ. C. Nguồn tin từ Liên đoàn bóng đá châu Phi. D. Nguồn tin từ Diễn đàn bóng đá Việt Nam. Vậy theo chúng ta, để tìm hiểu về một đội bóng đá ở châu Phi, nguồn thông tin nào đáng tin cậy nhất? A, B, C hay là D? Như vậy thì để tìm hiểu về một đội bóng đá ở châu Phi, chắc chắn chúng ta phải tìm nguồn thông tin từ, đúng rồi, Liên đoàn bóng đá ở châu Phi. Như vậy sẽ là chính xác nhất. Đến với phần vận dụng, chúng ta sẽ đến với câu hỏi. Em hãy tìm thông tin về một đội bóng, một cầu thủ hay một nghệ sĩ mà em hâm mộ. Hãy đánh giá những nguồn thông tin tìm được. Ở đây thì chúng ta có thể là tìm thông tin về một đội bóng chúng ta yêu thích. Ví dụ như đội bóng Việt Nam, thì chúng ta có thể lên mạng tìm một cầu thủ hay một nghệ sĩ mà em hâm mộ. Và chúng ta sẽ tìm xem phải đánh giá nguồn thông tin tìm được là như thế nào. Có thể là nguồn thông tin chúng ta tìm được, một số bạn sẽ tìm được nguồn thông tin chính thống, chính xác. Một số bạn sẽ tìm vào những trang không chính thống, có thể là không chính xác, đúng không? Vậy thì ở đây chúng ta cần phải có nguồn thông tin đáng tin cậy. Sẽ là nguồn tin từ chính các câu lạc bộ bóng đá đó, hoặc là trang, tài khoản mạng xã hội của cầu thủ, nghệ sĩ mà chúng ta đang tìm, đúng không? Như vậy là thầy vừa hướng dẫn cho chúng ta thực hiện một số hoạt động trong bài số 3, thực hành khai thác thông tin số môn tin học lớp 8 của bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống. Bạn nào thấy hay thì like và đăng ký kênh cũng như chia sẻ video để ủng hộ giáo cho những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại các em trong những video sau.